Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số VN. Đó, video clip ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với một dòng đầu giải mã top đầu trong phân khúc tầm trung SMSL DO 100. Đó, một cái dòng sản phẩm mà cho chúng ta rất là nhiều các cái tính năng đó, và cũng như là cái hệ thống mên mạch và cái nội thất của dòng sản phẩm này. Ngoài ra thì chất lượng âm thanh đem lại cũng rất là tuyệt vời. Lô hàng mới nhất của cửa hàng âm thanh số VN lại tiếp tục cập nhật. Đó, video clip ngày hôm nay thì em quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem, và cũng như là sẽ có một vài cái lý do để mà khiến SMSL DO 100 tại cửa hàng âm thanh số luôn luôn cháy hàng. Đó, và được rất là nhiều quý vị anh chị đang cực kỳ yêu thích, và cũng như là lọt DO 100 vào cái tầm ngắm để lựa chọn cho mình một mẫu đầu giải mã DAC phù hợp với điều kiện kinh tế, và cũng như là đem lại cho mình một cái trải nghiệm âm thanh tối ưu hóa nhất nhé. DO 100 tại cửa hàng âm thanh số VN em đã làm video review giới thiệu rất là nhiều rồi. Đó, và đây là lô hàng mới nhất của năm 2023 về để phục vụ cho quý vị anh chị chơi Tết năm Tết Nguyên Đán 2024. Đó, video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn xem là những cái lý do nào khiến SMSL DO 100 lại được yêu thích và cũng như được bán chạy đến mức như vậy. Đó, sẽ có năm cái lý do chính để chúng ta có thể là tìm hiểu và cũng như là cân nhắc lựa chọn cho mình luôn một chiếc đầu giải mã DAC SMSL DO 100 dinh ngay về bộ dàn, để cho chúng ta có một cái trải nghiệm âm thanh cũng như là một cái khả năng tái tạo âm thanh. Đó, một không gian nghe nhạc theo ý và cũng như là theo cái nhu cầu và khả năng sử dụng của mọi người. SMSL DO 100 được sở hữu một cái ngoại hình thiết kế rất là sang trọng. Đó, vỏ nhôm sần nhé, sử dụng vỏ nhôm sần kết hợp là hệ thống tản nhiệt. Đó, vỏ nhôm sần màu đen rất là sang trọng. Đó, ngoài ra thì cái cách thiết kế này rất là hầm hố, chúng ta có thể là phù hợp với bất kỳ cái không gian bộ dàn audio nào mà chúng ta đang sở hữu. Đấy là một cái về cái ngoại hình thiết kế. Tiếp theo, cái lý do tiếp theo là về cái độ tiện lợi của dòng sản phẩm DAC SMSL DO 100 này. Không những sở hữu Bluetooth 5.0 có công nghệ LDAC của Sony, ngoài ra SMSL DO 100 còn được trang bị hai đầu ra để chúng ta có thể là chơi một lúc hai bộ dàn. Đó, có cổng đầu ra cân bằng RCA, có cổng đầu ra cân bằng XLR, hay chúng ta thường gọi là Canon, hay là gọi là ba chấu cũng được. Đó, ngoài ra thì còn có cả hoa sen nữa. Đó, chúng ta có thể chơi một lúc hai bộ dàn, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc được. Hơn nữa thì chúng ta còn có trang bị một chiếc điều khiển từ xa. Nó còn được trang bị một chiếc điều khiển từ xa để cho chúng ta điều khiển cái dòng sản phẩm DAC này một cách tiện lợi hơn. Đó, mà không cần phải là đứng ngồi tiến đến cái bộ dàn để cho chúng ta căn chỉnh nữa. Đó, đấy cũng là cái điều tiện lợi mà rất là nhiều quý vị anh chị thích nhá. Tiếp theo thì về cái tính năng sử dụng, tính năng và cái công năng sử dụng của dòng sản phẩm DAC SMSL Audio này. Đó, như những cái dòng sản phẩm khác ở trong phân khúc tầm trung, đó, chưa có một dòng sản phẩm nào mà được trang bị cũng như là được set up một cái cấu hình DAC nó tốt đến mức như vậy. Có chế độ chỉnh bộ lọc, đó, có 9 chế độ chỉnh bộ lọc, có 7 chế độ chỉnh băng thông để cho chúng làm sao cho nó phù hợp với cái bộ dàn audio mình đang sử dụng sẵn. Đó, ngoài ra thì có một cái tính năng và cái công dụng nữa mà em vừa nói, đó chính là có thể chơi một lúc hai bộ dàn, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc được mà chúng ta không cần phải cắm rút. Đó, cắm rút dây AV, dây tín hiệu kết nối. Như SMSL Audio nó có 7 chế độ chỉnh băng thông, đó để cho chúng ta chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái hệ thống TV nhà mình. Đó, như những cái dòng sản phẩm khác như là Suka HP02 hay nổi trội hiện nay thì đang có topping DX5. Nó có topping DX5 thì đang là hai cái dòng sản phẩm không được tương thích với TV LG. Đó, hay là TV TCL. Đó, hay là TV Xiaomi. Đó, đấy là ba cái dòng TV mà có cái hệ thống băng thông rất là kém. Đó, nó không tương thích được với cái hệ thống chip xử lý và cũng như là cái nội thất mên mạch của những cái dòng đầu giải mã cao cấp đời mới hiện nay. Đó, nhưng SMSL DO 100
làm rất tốt cho chúng ta những cái việc này. Đó. Có hệ thống chỉnh băng thông cho nên là chúng ta thoải mái. Đó, tất cả các dòng TV ở trên thị trường hiện nay đều có thể chơi được qua DLC SMS LDO 100. Và tiếp theo thì còn có 9 chế độ để 9 chế độ căn chỉnh filter hay chúng ta là 9 chế độ bộ lọc. Đó, nó giống như một dạng như là, hay chúng ta hiểu nôm na dễ hiểu hơn, nó giống như là equalizer. Đó, để cho chúng ta có thể là chọn các cái bộ lọc filter từ 1 cho đến 9 làm sao cho nó phù hợp với cái khả năng nghe nhạc của và cũng như là cái nhu cầu nghe nhạc của quý vị các bạn. Đó, đấy là về cái tính năng cũng như cái công dụng của DO 100 mà rất rất là nhiều người đang yêu thích và cũng như là rất là nhiều những cái model DAC trên thị trường chưa làm được cái điều này. Đó. À, về cái cấu hình nội thất của DAC DO 100, đó được trang bị hai con chip ES9038Q2M rất là cao cấp. Đó, được trang bị hai con nhé. Chip ES9038Q2M thì giúp cho chúng ta có một cái độ chi tiết rất là cao. Đó, cái độ chi tiết rất là cao và cái trường âm rất là rộng. Ngoài ra thì cái các cái giải tần thể hiện rất là tốt. Đó, và có thể giúp cho chúng ta chơi đa thể loại nhạc không giống như là AKM. AKM thì nó sẽ thiên về những cái dòng nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình. Đó, còn ES9038QAM giúp cho chúng ta chơi đa thể loại nhạc, nó không kén và cũng như là thể hiện rất là tốt cho chúng ta những cái giải động âm thanh. Đó, đấy là về chip giải mã. Tiếp theo về cái độ khuếch đại, SMS LDO 100 trang bị 4 con opam 1612A. Đó, cho chúng ta cái mức khuếch đại rất là cao. Đó, chúng ta có thể là những ai mà yêu thích những cái dòng nhạc mạnh, nhạc tiết tấu nhanh, đó thì đây cũng là một cái điều rất là lý tưởng khiến cho chúng ta lựa chọn SMS LDO 100. Có một cái độ khuếch đại rất là lớn để cho chúng ta có thể là ghép vào các cái bộ dàn karaoke. Đó, khi mà hát karaoke thì chúng ta sẽ cần một cái mức âm lượng để biểu diễn cái bài nhạc nó rất là cao. Đó, vì vậy thì SMS LDO 100 rất là lý tưởng nhé. Và tiếp theo thì nếu như chúng ta là một người nghe nhạc chuyên nghiệp, nghe nhạc DSD, chúng ta có thể là cắm dây OTG hay là chơi qua máy tính, thì cái cổng kết nối USB này cũng được trang bị rất là tốt, trang bị cái chip xử lý XMOC XU208. Đó, giúp cho chúng ta chơi được nhạc DSD 512 và giải mã được nhạc 32 bit nếu như chúng ta có nguồn nhạc tốt. Đó. Tiếp theo thì về cái chế độ Bluetooth thì Bluetooth sử dụng con chip QCC5125 Bluetooth 5.0. Đó. Phiên bản mới nhất của năm 2023 sẽ được trang bị hai chứng chỉ Hi-Res Audio. Đó. Và cái lý do tiếp theo đó chính là cái về cái giá thành đầu tư của DAC SMSL. Đó, giá thành thì rất là hợp lý, ở trong phân khúc tầm trung thì đây là một cái đầu giải mã rất là xứng đáng tầm tiền. Đó, với cái mức giá tại cửa hàng âm thanh số VN đang có giá là 5.450.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc và sẽ tặng kèm cho quý vị bạn một cái dây quang audio quét nó của Mỹ, hoặc là chúng ta có dây quang rồi chúng ta có thể đổi sang dây Canon hoặc là Canon AV hoặc là AVAV. Đó, để chúng ta có thể là cắm rút ở trong bộ dàn nó dễ dàng và tiện lợi hơn. Đó, tiếp theo thì ngoài cái giá thành đầu tư hợp lý, cái ngoại hình, cái tiện lợi, cái tính năng và cũng như cái nội thất thì cái dòng sản phẩm SMSL DO 100 này cũng được sở hữu cái chính sách bảo hành dài hạn. Đó, tại cửa hàng âm thanh số thì sẽ được bảo hành 12 tháng. Trong 30 ngày đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất thì bên em sẽ đổi mới cho quý vị và các bạn. Đó, để cho chúng ta yên tâm hơn khi sử dụng một chiếc đầu giải mã của SMSL Audio. Đó, tại cửa hàng âm thanh số VN nhé. Đó, vừa rồi là 5 cái lý do mà khiến DAC SMSL Audio được bán chạy và cũng như là được mọi người yêu thích đến như vậy. Đó, nếu như chúng ta đang quan tâm và cũng như là đang có cái nhu cầu để cho chúng ta cân nhắc giữa các dòng sản phẩm DAC trong phân khúc tầm trung thì SMSL Audio DO 100 đang là model phù hợp và cũng như là đáng để cho chúng ta lọt vào trong cái tầm ngắm. Đó, để cho chúng ta lựa chọn cái DAC làm sao phù hợp với cấu hình và cũng như là cái nhu cầu sử dụng. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo của em. Xin cảm ơn.